tuyển Việt Nam vòng loại World Cup 2022 và SEA Games đấu trường nào quan trọng hơn? Chào các bạn, đội tuyển quốc gia Việt Nam đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games vẫn là của U23 Việt Nam. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải lưu tâm nhiều hơn nữa. Tuyển Việt Nam vẫn là nhất. Đương nhiên, với bất cứ nền bóng đá nào cũng thế, đội tuyển quốc gia vẫn luôn là ưu tiên số 1 của tất cả khi đây là bộ mặt là danh dự cũng như là niềm tự hào của đất nước của bất cứ huấn luyện viên nào. Và với đội tuyển Việt Nam vào lúc này cũng thế, huấn luyện viên Park Hang-seo rõ ràng đang dành phần lớn thời gian để chuẩn bị lực lượng chuyên môn cho những giải đấu quan trọng tới đây của đội tuyển quốc gia, kể cả đó là King's Cup, một giải giao hữu. Lưu tâm và dành nhiều thời gian cho đội tuyển Việt Nam là đương nhiên, cũng phải thế khi chiến lược gia người Hàn Quốc đặt tham vọng rất lớn đối với đội bóng mà vừa cùng mình chinh phục AFF Cup hay gây ấn tượng tại Asian Cup với sân chơi cao hơn là World Cup. Càng hợp lý hơn khi lúc này tuyển Việt Nam đang có được những thành công và bước đệm ban đầu để việc huấn luyện viên Park Hang-seo càng dành tất cả tâm huyết cho đội bóng lớn hướng đến các mục tiêu dài hơi, Âu cũng không có gì khó hiểu. Nhưng U23 cũng rất đặc biệt. Ngay sau khi kết thúc vòng chung kết Asian Cup với thành công vang dội Bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc đã đôi lần bày tỏ ý định tập trung toàn lực cho đội tuyển Việt Nam nhằm duy trì thành tích ở cấp châu lục. Tuy nhiên, rốt cuộc ý định khá hợp lý ấy lại không nhận được sự đồng thuận từ VFF. Chính xác hơn, người ta vẫn muốn huấn luyện viên Park Hang-seo ôm cả hai đội và thực hiện những mục tiêu quan trọng trong năm 2019 này. Mục tiêu quan trọng đó là gì? Nếu không phải một tấm vé dự World Cup trong thời điểm FIFA muốn tăng số đội lên 48 và tấm huy chương vàng SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines. Nhưng bây giờ câu chuyện giành vé dự World Cup 2022 thực sự đã rất xa vời, để rất rõ ràng rằng mục tiêu quan trọng còn lại dành cho ông Park vẫn là hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games đang còn thiếu của bóng đá Việt Nam. Và vì mục tiêu đã được cắt gọn như thế nên rõ ràng lúc này người ta cũng cần huấn luyện viên Park quan tâm nhiều hơn đến U23 Việt Nam thay vì dốc toàn lực cho đội tuyển quốc gia theo như tính toán ban đầu. Càng cần hơn khi lúc này tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo đang khá phụ thuộc vào thành tích của U23 Việt Nam ở SEA Games chứ không chỉ chơi tốt ở vòng loại World Cup bắt đầu vào tháng 9 này. Sự thật là như thế bởi bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc lẫn VFF cũng đã không vội vã ngồi lại đàm phán về tương lai hợp đồng như từng đã dự đoán sau Asian Cup khi cả hai tìm được tiếng nói chung với cái đích vẫn là thành tích tại SEA Games tới. Nói như thế không có nghĩa là ông Park Hang-seo không lo cho U23 Việt Nam, nhưng rõ ràng dường như áp lực phải chơi tốt ở King's Cup và vòng loại World Cup đang chiếm khá nhiều thời gian của thuyền trưởng bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. Càng lo lắng hơn khi ở thời điểm hiện tại khá đông các tuyển thủ nằm trong độ tuổi U23 chưa có cơ hội thể hiện nhiều tại câu lạc bộ hoặc nếu được ra sân cũng đang gặp vấn đề về phong độ hoặc chấn thương. Nhìn vào mục tiêu cùng với hàng loạt khó khăn, rõ ràng thầy Park cần lưu ý đến U23 nhiều hơn. Ở một khía cạnh khác của đội tuyển Việt Nam, giả sử nếu huấn luyện viên Park Hang-seo chọn các cầu thủ Việt Kiều đang gây sốt ở các giải đấu nước ngoài như Phi Đức Nguyễn, Alex Đặng, khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam thì họ sẽ phải đối mặt với những thách thức như thế nào? Philip Nguyễn, Alexander Đặng có thể trội hơn cầu thủ Việt Nam về chuyên môn, nhưng có thể dự đoán rằng họ không dễ để tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mọi đội tuyển quốc gia đều muốn có sự phục vụ của những cầu thủ ưu tú nhất. Sau thành công ở các giải trẻ, giải khu vực cũng như giải châu Á, đội tuyển Việt Nam cần thêm những gương mặt mới để tiếp tục nâng tầm và hướng tới những mục tiêu xa hơn. Đó là lý do hàng loạt tuyển thủ Việt kiều đang thi đấu tại châu Âu hay Việt Nam như Philip Nguyễn, Alexander Đặng Martin Lo đã lọt vào tầm ngắm của huấn viên Park hang cùng ban chuyên môn của VFF. Alexander Đặng đang chơi bóng tại giải hạng nhất của Na Uy. Phi Đức Nguyễn còn trội hơn khi bắt ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc và đoạt danh hiệu thủ môn hay nhất mùa. Tài năng của các cầu thủ Việt Kiều là không phải bàn cãi, cộng với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng ở châu Âu. Đây có thể coi là nguồn bổ sung quý giá cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Tuy nhiên, không phải cứ có cá nhân xuất chúng, tập thể tự khắc mạnh để chơi tốt ở đội tuyển quốc gia, các cầu thủ còn phải đáp ứng nhiều yếu tố bên cạnh chuyên môn đã được thẩm định. Nếu được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, các tài năng Việt kiều sẽ đối diện những thách thức nào? Đầu tiên, phải kể đến rào cản về ngôn ngữ. Mang dòng máu Việt trong người, song không phải cầu thủ Việt kiều nào cũng biết tiếng Việt. Thủ môn Philip Nguyễn không nói sõi tiếng Việt và chỉ giao tiếp bằng tiếng Séc hoặc tiếng Anh ngay cả khi trao đổi với phóng viên hay cổ động viên Việt Nam. Không biết tiếng Việt sẽ là thiệt thòi lớn của Philip Nguyễn khi so sánh với Văn Lâm, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nga, nói tiếng Việt cực tốt. Vị trí thủ môn yêu cầu tính giao tiếp rất cao trên sân, khả năng trao đổi giữa thủ môn và hậu vệ trong các tình huống phòng ngự bóng sống, bóng chết, quan trọng không kém những pha bay người cứu thua. Nếu Philip Nguyễn đứng trong khung gỗ và lựa chọn giao tiếp với đồng đội bằng tiếng Anh sẽ không có nhiều cầu thủ trên sân hiểu nhanh để đưa ra phản xạ tức thì. nền tảng ngoại ngữ của cầu thủ Việt nói chung vẫn chưa được tốt. Ngôn ngữ có thể là rào cản với mọi cầu thủ. ở Incheon United, Công Phượng chật vật hòa nhập do chưa thành thạo tiếng Hàn. trong tự truyện phút 89, Công Vinh đã thừa nhận như người xa lạ khi đứng trong tập thể câu lạc bộ Leeds ở Bồ Đào Nha vì không biết ngoại ngữ. ở tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn yêu cầu học trò thông tin liên tục trên sân hay ngay trong cả bữa ăn. Trợ lý Lê Huy Khoa từng chia sẻ ông phải dịch và nói liên tục trong bữa ăn. Giao tiếp là công cụ hữu ích nhất để duy trì mối liên hệ giữa các cầu thủ, củng cố sức mạnh tập thể. Nếu Philip Nguyễn hay Alexander Đặng không nói tốt tiếng Việt, không dễ để bộ đôi này chơi tốt dù chuyên môn có vững đến mấy. Yếu tố thứ hai là khác biệt về thời tiết. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu để hòa nhập với môi trường ở Việt Nam. Khí hậu nóng, ẩm, thay đổi thất thường khiến nền tảng thể lực gặp vấn đề nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chia sẻ với phóng viên VTC News, Philip Nguyễn nói anh từng được cảnh báo về thời tiết ở Việt Nam, song chưa chắc thủ môn này đã vượt được rào cản ở vùng đất hiếm khi anh đặt chân đến. Tương tự với Alexander Đặng chơi bóng ở Na Uy trong điều kiện khí hậu tương đối lạnh. Sở dĩ Văn Lâm không mất thời gian hòa nhập vì thủ môn này đã bắt nhiều năm ở v và từng phải sang Lào chống chọi với thời tiết khô, nóng. Martin Lô cũng đang chơi cho Phố Hiến FC và có thời gian bắt nhịp với khí hậu. Yếu tố thứ ba đó là khác biệt về văn hóa, một khái niệm mang tính mơ hồ, tương đối. Xong, để hòa nhập, các cầu thủ Việt Kiều cần hiểu rõ văn hóa Việt Nam trong cách giao tiếp, ứng xử với đồng đội và ban huấn luyện. Đội tuyển Việt Nam luôn có những nhóm cầu thủ thân thiết và mối quan hệ này giúp họ hiểu ý hơn khi tập luyện và thi đấu trên sân. Nếu cầu thủ Việt Kiều không chuẩn bị tinh thần, sự lạc lõng là khó tránh khỏi. Cuối cùng, lịch thi đấu trồng chéo sẽ là trở lực để các cầu thủ Việt Kiều cống hiến. AFF Cup diễn ra vào cuối năm, thời điểm các giải vô địch quốc gia châu Âu đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Các đội bóng ở châu Âu của Philip hay Alexander Đặng có quyền từ chối nhà người nếu thời gian diễn ra giải không trùng với ngày thi đấu của FIFA. Philippines từng mất sự phục vụ của thủ môn Neil Etheridge, cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi ở ngoại hạng Anh cho Cardiff City không nhà người. Do đó, đội tuyển quốc gia sẽ thiệt quân trước những giải đấu diễn ra ngoài khung của FIFA. Đây là điều ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải tính toán trước. Dẫu sao những yếu tố kể trên có thể khắc phục được nếu đội tuyển quốc gia tạo điều kiện và các cầu thủ Việt Kiều thực sự cố gắng phá vỡ rào cản. Tuyển Việt Nam vẫn cần là tập thể của những con người mang dòng máu Việt Nam ưu tú nhất. Ở một diễn biến khác, trung vệ Việt Kiều Adriano Smith đang đứng trước cơ hội rất lớn được huấn viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019. Với phong độ ổn định kể từ đầu mùa giải đến giờ trong màu áo cơ bộ Hải Phòng, Trung vệ Adriano Smith mang trong mình hai dòng máu, với bố là người Việt, còn mẹ là người Đức trung vệ Việt Kiều đang khoác áo cơ lạc bộ Hải Phòng ở League 2019. Trải qua 10 vòng đấu, Smith sớm khẳng định được vị trí ở cơ lạc bộ Hải Phòng. Anh trở thành sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng để mang đến sự chắc chắn cho đội bóng đất cảng. Với việc trung vệ Đỗ Duy Mạnh dính chân thương nên lỡ hẹn ở Kings Cup 2019, Adriano Smith đang được xem là một phương án tốt cho huấn luyện viên Park Hang-seo để vá hàng thủ ở tuyển Việt Nam thời gian qua các cầu thủ việt kiều đang bất ngờ được nhắc đến rất nhiều đến cơ hội khoác áo cho đội tuyển việt nam huấn luyện viên park hang seo cũng đang đích thân ra nước ngoài để ghi chép về màn trình diễn của một số cầu thủ thế nên không loại trừ ông park có thể gọi adriano smith lên tuyển việt nam nếu được lên tuyển việt nam thì adriano smith được xem là bất ngờ lớn nhất thậm chí có thể trở thành con bài mang đến sự bất ngờ trong cuộc đối đầu với tuyển thái lan Nguyên nhân là Thái Lan chơi bóng bổng rất ấn tượng, nhất là các tình huống đá phạt cố định. Ngày 27 tháng 5 tới đây, danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam sẽ được công bố đến ngày 1 tháng 6. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang Thái Lan dự King's Cup 2019.